Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo RT, phát ngôn viên điện Kremlin ông Dmitry Peskov đã đưa ra những bình luận về cuộc tranh luận trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và ông Donald Trump. Khi được các phóng viên hỏi rằng Tổng thống Putin có theo dõi phiên tranh luận hay không, ông Peskov đáp: bạn nghĩ rằng tổng thống sẽ đặt đồng hồ báo thức để xem một chương trình diễn ra theo giờ Mỹ. Phiên tranh luận này không gây ra sự chú ý đặc biệt với tổng thống Putin. Ông ấy không có lý do để theo dõi sự kiện này. Cũng theo quan chức điện Kremlin, vấn đề chính trị nội bộ Mỹ không nằm trong số các nội dung ưu tiên trong chương trình nghị sự của Nga. Ông Peskov cho biết, "Chúng tôi có nhiều vấn đề quan trọng hơn liên quan tới Nga. Văn phòng tổng thống sẽ phân tích tuyên bố của các ứng viên tổng thống Mỹ vào một thời điểm phù hợp." cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên giữa hai ông trump biden không chỉ được dân mỹ mà còn được giới quan sát quốc tế quan tâm tuy nhiên sự kiện này dường như không gây chú ý mấy đối với tổng thống nga vladimir putin điện kremlin cho biết tổng thống putin đã không thức dậy vào nửa đêm để xem cuộc tranh luận tổng thống mỹ đầu tiên giữa ứng viên đảng dân chủ joe biden và ứng viên đảng cộng hòa donald trump đồng thời khẳng định nga sẽ không bình luận về chính trị nội bộ của mỹ Tổng thống Putin đã cho thấy sự thờ ơ với kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov vẫn khẳng định quan điểm đó, nói rằng Nga có nhiều vấn đề quan trọng hơn cần tập trung. Ông Peskov nói: "Tôi không nghĩ là các bạn mong đợi tổng thống Nga đặt đồng hồ báo thức thức dậy trước buổi sáng theo giờ Moscow và theo dõi các cuộc tranh luận ở Mỹ. Chúng tôi có nhiều vấn đề thực sự quan trọng đối với đất nước, có liên quan đến chúng tôi." Đây là những vấn đề mà tổng thống của chúng tôi đang giải quyết. Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã thừa nhận không thể hiện tốt trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên với đối thủ Donald Trump. Phát biểu với những người ủng hộ tại bang Bắc Carolina, tổng thống Biden cho biết: "Tôi biết mình không còn trẻ nữa, tôi không còn đi lại nhanh nhẹn như trước, không còn tranh luận tốt như trước, nhưng tôi biết nói sự thật, tôi biết đúng hay sai và tôi biết cách thực hiện công việc này. Tôi biết điều mà hàng triệu người dân Mỹ đều biết." Đó là sau khi vấp ngã, bạn sẽ lại đứng lên. Tổng thống Biden cũng khẳng định ông sẽ đánh bại đối thủ Donald Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới và không có dấu hiệu ông sẽ rút khỏi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden, Seth Wootter cũng khẳng định ông Biden sẽ tiếp tục tranh cử và cho biết không có cơ sở để đương kim tổng thống phải rút lui. Mặc dù có màn thể hiện không tốt, chiến dịch của ông Biden đã quyên góp được 14 triệu đô la Mỹ chỉ một ngày sau cuộc tranh luận. Trong khi đó, phía đối thủ Donald Trump cho biết đã quyên góp được 8 triệu đô la Mỹ trong buổi tối tranh luận. Cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên hàng đầu trong cuộc chạy đua vào nhà trắng năm nay chỉ thu hút được 48 triệu người xem, kém xa so với con số 73 triệu người theo dõi cuộc tranh luận cuối cùng của họ năm 2020. Cuộc tranh luận thứ hai sẽ do hãng tin tức ABC News thực hiện vào tháng 9, sau khi cả hai ứng cử viên đã được cả hai đảng chính thức đề cử. Theo Reuters, có thông tin rằng một số đảng viên dân chủ dường như mong muốn được đại diện đảng trong cuộc đua tổng thống sắp tới sau khi mối nghi ngờ về tình trạng sức khỏe của ông Biden gia tăng. Bình luận về vấn đề này, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Biden, ông Michael Tyler nói rằng không có cuộc thảo luận nào như vậy diễn ra. Ông nói, chúng tôi thà có một đêm tồi tệ còn hơn là một ứng cử viên có tầm nhìn tồi tệ. Sau phiên tranh luận, nhiều ứng viên Dân Chủ từ chối bình luận về tình trạng sức khỏe của ông Biden nhưng cho biết họ cam kết ủng hộ Đảng Dân Chủ trong cuộc đua sắp tới. Reuters dẫn lời ông Hakim Jeffrey, lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Hạ viện Mỹ rằng tôi ủng hộ đa số Dân Chủ tại Thượng viện. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giành lại Hạ viện vào tháng 11. Với câu hỏi liệu ông Biden có nên tiếp tục cuộc đua vào Nhà Trắng hay không, thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ ông Jack Reed cho rằng đó là quyết định của tổng thống. Trong khi đó, một số nhân vật cấp cao nhất của Đảng Dân chủ, bao gồm cả cựu tổng thống Bill Clinton và cựu tổng thống Barack Obama nói rằng vẫn ủng hộ ông Biden. Ông Obama viết trên X, trước đây là Twitter rằng những đêm tranh luận không thành công vẫn xảy ra. Tin tôi đi, tôi biết điều đó. Nhưng cuộc bầu cử này vẫn là sự lựa chọn giữa một người đã đấu tranh cho người dân bình thường và một người chỉ quan tâm đến bản thân mình. Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ngày 27 tháng 6 đã dành phần lớn thời gian để thảo luận về các vấn đề quốc phòng, đồng thời đề cử các vị trí lãnh đạo của khối cho nhiệm kỳ mới. Tại ngày đầu tiên của hội nghị kéo dài đến ngày 28 tháng 6, các nhà lãnh đạo EU đã thảo luận về những ưu tiên quốc phòng chung trong giai đoạn 2024-2029. Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen đề nghị tăng cường đầu tư phát triển và mua sắm chung các thiết bị quân sự với mục tiêu là giảm sự phụ thuộc của EU vào vũ khí Mỹ và tạo ra một thị trường nội bộ cho ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu. Theo hãng tin AFP, bà von der Leyen cho rằng EU cần đầu tư 500 tỷ euro, tương đương 535 tỷ đô la Mỹ trong thập kỷ tới để tăng cường khả năng phòng thủ. Các quốc gia thành viên EU chưa thống nhất được về cách thức tài trợ cho các dự án quốc phòng chung. Đáng chú ý, Pháp ủng hộ ý tưởng sử dụng trái phiếu euro để tài trợ cho các khoản đầu tư quốc phòng. Song một số quốc gia, trong đó có Đức, phản đối ý tưởng này. Trong khi đó, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas đã đề xuất kế hoạch đầu tư 100 tỷ euro vào quốc phòng được tài trợ bằng nợ chung. Ủy viên châu Âu Thierry Breton cũng ủng hộ kế hoạch này. Mặc dù hội nghị không đưa ra bất kỳ quyết định cụ thể nào, nhưng đã đặt nền tảng cho hợp tác quốc phòng chặt chẽ hơn nữa giữa các quốc gia thành viên EU trong những năm tới. Một điểm đáng chú ý tại ngày thứ nhất của hội nghị thượng đỉnh EU là việc đề cử các vị trí lãnh đạo của khối. Các nhà lãnh đạo các nước thành viên đã ký thỏa thuận đề cử bà Ursula von der Leyen vào vị trí chủ tịch EC nhiệm kỳ thứ hai. Trong bài đăng trên mạng xã hội, Thủ tướng Carlos cho rằng các nhà lãnh đạo EU đã trao cho bà trách nhiệm to lớn vào thời điểm căng thẳng địa chính trị. Trong khi đó, ông Costa khẳng định sẽ thúc đẩy khối đoàn kết của 27 quốc gia thành viên EU trên cương vị mới, cựu thủ tướng Bồ Đào Nha, nhân vật theo đường lối trung tả sẽ phải hàn gắn những rạn nứt giữa các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ ở một châu Âu đang chia rẽ với sự trỗi dậy của phe cực hữu. Ông Costa bày tỏ mong muốn sẽ phối hợp chặt chẽ với bà Von der Leyen và bà Calas trên tinh thần hợp tác chân thành giữa các thiết chế châu Âu. Cả bà Von der Leyen và bà Calas đều sẽ phải nhận được sự phê chuẩn của Nghị viện châu Âu tại một cuộc bỏ phiếu kín, trong khi đề cử của ông Costa chỉ cần sự thông qua của các nhà lãnh đạo EU. Cựu thủ tướng Bồ Đào Nha sẽ đảm nhiệm cương vị mới từ ngày 1 tháng 12 năm 2024. Danh sách ban lãnh đạo mới thể hiện sự tiếp nối của khối khi các phe phái ủng hộ EU theo đường lối ôn hòa giữ những cương vị hàng đầu, bất chấp sự trỗi dậy của phe cực hữu trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu hồi đầu tháng 6. Vừa qua, phó chủ tịch hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev bình luận trên Telegram rằng, gói trừng phạt thứ 14 của Liên minh châu Âu (EU) sẽ không đạt được mục tiêu và sẽ là một hành động thù địch khác nhằm vào Nga. Cảnh báo của quan chức Nga được đưa ra sau khi EU thông qua gói trừng phạt thứ 14 đối với Nga, đặc biệt nhắm vào hoạt động xuất khẩu khí đốt của nước này. Theo thông cáo báo chí của Hội đồng châu Âu, danh sách trừng phạt mới bổ sung thêm 69 cá nhân và 47 thực thể chịu trách nhiệm về các hành động phá hoại hoặc đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraine. Theo một tuyên bố do Hội đồng châu Âu đưa ra, các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các lĩnh vực có giá trị cao của nền kinh tế Nga, bao gồm năng lượng, tài chính và thương mại. Các lệnh trừng phạt lần này nhắm mục tiêu trực tiếp vào ngành khí đốt của Nga đặc biệt là khí tự nhiên hóa lỏng LNG. Lệnh trừng phạt mới sẽ cản trở việc trung chuyển LNG của Nga từ các cảng EU cũng như việc mua hàng thông qua các kho cảng của khối. Bên cạnh đó, gói trừng phạt mới cũng sẽ cung cấp cho khối 27 thành viên nhiều công cụ hơn để ngăn việc lách luật trừng phạt cũng như nhắm mục tiêu vào thêm 116 cá nhân và tổ chức. Trong khi đó, người phát ngôn điện Kremlin, Dmitry Peskov cũng cho rằng Moscow kiên quyết phản đối gói trừng phạt được EU thông qua gần đây và coi chúng là bất hợp pháp. Ông nói, chúng tôi tin rằng đây là con rào hai lưỡi và về nhiều mặt, những lệnh trừng phạt này sẽ phản tác dụng đối với lợi ích của chính các quốc gia thực hiện chúng. Moscow có đủ kinh nghiệm trong việc giảm thiểu tác động của những biện pháp trừng phạt như vậy. Mỹ đã trừng phạt hơn 4.000 cá nhân và công ty Nga kể từ tháng 2 năm 2022 khi hoạt động quân sự tại Ukraine bắt đầu. EU, Anh, Canada, Nhật Bản và một số quốc gia khác cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt tương tự đối với Nga. Tuy nhiên, vẫn còn các thành viên EU Hiện vẫn chưa có sự đồng thuận chung về các biện pháp trừng phạt. Thời gian qua, Hungary luôn có quan điểm phản đối các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã từng chỉ trích và cho rằng các lệnh cấm kém hiệu quả, gây tổn hại cho chính EU hơn là Nga. Đối với EU, LNG của Nga chiếm khoảng 16% tổng lượng nhập khẩu của EU. Lượng nhập khẩu LNG Nga của EU năm 2023 đã tăng khoảng 38% so với năm 2021. Nga vẫn là nhà cung cấp LNG lớn thứ hai cho châu Âu, chỉ sau so Mỹ. Do đó, nếu lệnh cấm đối với lĩnh vực LNG của Nga được thông qua trong gói trừng phạt thứ 14 của EU, thị trường năng lượng sẽ biến động, giá nhiên liệu sẽ tăng cao và tác động tiêu cực đến nền kinh tế châu Âu. Nỗi lo về giá năng lượng tăng vọt như năm 2022 luôn là nỗi ám ảnh.